Hiện tại bọn em đã phát hiện ra tổ ong lấy phấn rồi các bạn. Nhưng mà tổ này về như là nó hơi bé thôi. Đó, chỗ đen đen này các bác. Vừa mới rời tổ hôm qua, nó trốn từ bên kia sang, hôm nay nó tìm thấy bên này rồi chứ. Hôm qua là bắt bên kia, hôm nay nó bay sang bên này, bọn em phải đuổi theo. Tình hình nó khó khăn quá các bác. Ong nó hết sạch. Hôm nãy là bắt được một tổ bé bên dưới kia các bạn. Tổ bé thứ hai. Em này nó có năng suất không chứ, nó hoạt động sản xuất như thế nào rồi? Ảo phấn đâu nó ạ. Phủ lê mà. Mất ảo chứ. Nát thương đâu. Ảo phấn hoa rồi. Chẳng qua cái chan của mưa, chẳng má cái chảo này quá. Có rồi, kiểu gì chả có. Xem cái bầu mật nó dài ra kìa. Vấn đề là nó cũng được ít thôi, chắc là được khoảng 50 yến. 50 yến nhẹ. 50 chục cân. Rồi bây giờ chuẩn bị bắt đầu trèo rồi các bác nhá. Tổ này cũng tương đối cao. Khoảng 10 mét. Ngứa chú mư nè nó. Cháy không? À cháy rồi. Ôi, khói che mất rồi. Hót tê đi. Chúng ta sẽ cùng đợi xem kết quả. Quấn mừng sao con ấy thở. Ui dồi ôi, gió mất rồi. Quá to. Đấy, được 5 lạng. Á hả, mất lượng xí. Cái này mà không lấy nó cũng bay đấy, mình đi hun đấy. Bốc thì hết rồi con này.
Đây chính là thành quả đây các bác. Chiêng đi cả tổ nó thôi. Nè, phấn hoa nó tăng tài cái. Tạch phấn hoa ra đã. Chờ vít. Thằng em này nó vừa mới rời tổ có 3 hôm mà. Thành quả nó bằng này nó cũng tâm chỉ lắm rồi. Thấy nó về được 3 hôm rồi cơ mà. Sao là chậm thế nhỉ? Tâm chỉ quá rồi, làm ngày cả đêm rồi. Ngắm bể bơ 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 mít thật sẵn nọ. Chào bì nâng cấm lầy xin áo chân mía. Hiền phở má mên. Chị cấm thật sẵn cậu. Khẽ sao, cũng chào đợi ông. Mình bắt được. Chào, cứ cấm chào đây. Cấm phẩn, cấm tó, cấm phá tiến, cấm tắt mậy, ô lùa, cấm 1 năm. Bây giờ mình sẽ thử nếm xem là nó có vị gì nhá. Nó có biết phấn không? Vậy đi. Kiên hai mưa tao nếp tới có nó. Tăng sức đề kháng. Phấn hoa này mình không ăn được. Chỉ cần nếm thử thôi là biết ngay. Khẩu phấn này thì... cực ngọt cái. Ủa cô bà chơi táo hai bì à. Nó hả là giá cao vẫn cái. Xong cân. Nó quá. Nếu lắp ảnh chip sẽ mình bay vào nơi nên ảnh bảo mới có khai ấn thương nếu chưa bầu của bạn trong khi gánh này lấy mới đi nè nếu tầm sau tuổi mặt thế chết mới đến mỉa thì chết ra xin thưa đó là xin mới đi ôi nhà hàng mà này cứ nó mấy bé cậu. Mật mùa này á, khi mà nó có nguồn á, chỉ cần 1 tuần thôi là bắt đầu có hàng yến rồi. Da mới của nó điểm cá gì? Điểm cá thấy đen lắm. Ok, thế là anh lại được lên hình thành quả.